ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Bóng ma của Đảng Cộng sản không lệ thuận theo sự giải thể của Đảng Cộng sản ở Đông Âu mà tan rã. Chương 5. Thâm nhập vào phương Tây, phần 1. Lời mở đầu. Cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ là cuộc bầu cử kịch tính nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tỷ lệ đi bỏ phiếu là 58%, mặc dù có mực tính là cao, nhưng quá trình tranh cử lại biến đổi bất ngờ và rất không bình thường. Với chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cuộc bầu cử ồn ào náo nhiệt đã tạm thời chấm dứt, nhưng một cuộc chiến khác đã lập tức bắt đầu. Bên cạnh việc rầm rộ công kích tổng thống mới đắc cử trên truyền thông, các cuộc tuần hành phản đối kết quả bầu cử cũng đã nổ ra ở rất nhiều thành phố. Người biểu tình hô các khẩu hiệu và dùng biểu ngữ như "không phải tổng thống của tôi", v.v. gọi tổng thống mới đắc cử là kẻ phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, người theo chủ nghĩa bài ngoại, người của Đức Quốc xã, yêu cầu kiểm kê lại phiếu bầu, thậm chí uy hiếp sẽ khởi động thủ tục luận tội. Mặc dù những người biểu tình liên tục tuyên bố rằng các cuộc biểu tình của họ là tự phát, nhưng các phóng viên điều tra vẫn tìm thấy bằng chứng quan trọng cho thấy có kẻ đằng sau sắp đặt các cuộc biểu tình này. Theo điều tra, các cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhà cách mạng chuyên nghiệp cánh tả. Các đoàn thể này có liên kết chặt chẽ với các nước theo chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa toàn trị như Triều Tiên, Iran, Venezuela, Cuba, v.v. Trong đó có hai đoàn thể chính là Đảng Thế giới Công nhân và Tổ chức Chủ nghĩa Xã hội Con đường Tự do, lần lượt là các tổ chức chủ nghĩa Cộng sản đi theo chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Căn cứ vào hàng loạt kết quả điều tra, nhà bình luận chính trị người New Zealand là Trevor London đã sản xuất bộ phim tài liệu xa vào vòng vây cuộc nội chiến Mỹ-Quốc 2017. London không hề nói chuyện giật gân, cũng không phải là bị kích động nhất thời mà nói ra những điều trên. Từ đầu những năm 80 thế kỷ trước, ông bắt đầu nghiên cứu về các vấn đề chủ nghĩa Cộng sản và phát hiện ra rằng chủ nghĩa Cộng sản đã chọn Mỹ là mục tiêu chính để thâm nhập và lật đổ. Do những người theo chủ nghĩa Cộng sản đã nắm giữ nền giáo dục và truyền thông của Mỹ, thâm nhập vào giới chính trị và giới doanh nghiệp, nên hình thái ý thức trong xã hội Mỹ đã không ngừng tạo hình trong vài thập kỷ qua, tức là dịch chuyển về hướng toàn trị Cộng sản. Chính là lúc mọi người đang ăn mừng vì thế giới tự do đã đánh bại hệ thống xã hội chủ nghĩa, thì chủ nghĩa Cộng sản lại âm thầm kiểm soát chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và truyền thông của các nước phương Tây lớn, gấp rút chuẩn bị một đòn chí mạng cuối cùng. Mỹ là ngọn hải đăng của thế giới tự do, gánh vác sứ mệnh trời ban và làm cảnh sát thế giới. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, sự tham gia của Mỹ cuối cùng đã xoay chuyển cục diện của cuộc chiến. Trong cuộc chiến tranh lạnh kéo dài gần nửa thế kỷ, Mỹ đã ngăn chặn được mối đe dọa hạt nhân của một siêu cường khác và cuối cùng không tự phụ mong đợi của mọi người đã giải thể thành công hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu. Hơn 200 năm trước, những nhà khai quốc Hoa Kỳ có tầm nhìn xa trông rộng sau khi nghiên cứu hệ thống tín ngưỡng và lý niệm triết học chủ yếu của phương Tây trải qua phân tích và thảo luận kỹ lưỡng. Họ đã viết nên những tác phẩm kinh điển bất hủ về chính trị học, đó là Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ. Hai văn kiện nền tảng này lấy quyền mà trời ban cho con người làm chân lý hiển nhiên, xác lập nguyên tắc của tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, và thiết lập chế độ cộng hòa phân quyền để cân bằng và kiểm soát lẫn nhau. Hai văn kiện này đã đồng hành cùng nhiều chính trị gia sáng suốt và những người dân Mỹ cùng kính tín thần, nhờ đó mà đảm bảo sự hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho xã hội Mỹ trong suốt 200 năm qua. Và lên Cộng sản đương nhiên sẽ không yên tâm khi thấy toàn bộ bán cầu Tây nằm ngoài tầm khống chế của nó. Nó phải bày bố cả phương Đông và phương Tây để tiêu diệt nhân loại. Và Linh đã thao túng những đại diện của nó ở thế gian. Trước tiên, nó vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp về một xã hội đại đồng. Sau đó lựa chọn các đại diện ở thế gian, dùng các phương thức khác nhau để phát tán và thuyết lập lạc, nhằm thực hiện kế hoạch hủy diệt nhân loại cực kỳ xảo trá. Nếu như nói ở Liên Xô, Trung Quốc và các quốc gia khác, Tài Liên Cộng sản áp dụng phương thức đoạt quyền, thảm sát, v.v. để phá hoại văn hóa truyền thống, làm bại hoại đạo đức con người, cuối cùng đạt được mục đích là hủy diệt nhân loại. Vậy thì, ở thế giới tự do của phương Tây, cách thức mà Tài Liên Cộng sản áp dụng lại là thẩm thấu. Nó dùng các thủ đoạn lừa gạt, thiên biến vạn hóa để làm biến dị tôn giáo, văn hóa, khống chế các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, cuối cùng cũng đạt được mục đích là làm bại hoại và hủy diệt con người.
bởi vì ở các quốc gia phương Tây đã cộng sản tạm thời chưa đoạt được chính quyền, nên những người đại diện của tà linh cộng sản đành phải đeo những bộ mặt khác nhau để thâm nhập vào các cơ quan và tổ chức khác nhau. Trong quá trình đi lên chủ nghĩa cộng sản, có ít nhất 4 lực lượng đã gây ra sự tác động bằng các hình thức khác nhau. Thứ nhất là sự sụp đổ và thâm nhập của Liên Xô. Khi nước Nga Xô Viết mới được thành lập, thì nó cũng lập nên quốc tế cộng sản để làm phương tiện xuất khẩu cách mạng ra toàn thế giới. Từ những năm 1980, sau khi Trung Cộng thực hiện cải cách mở cửa, nó bắt đầu giao lưu chính trị, kinh tế và văn hóa nhiều hơn ở phương Tây, cũng bắt đầu dùng các cách thức khác nhau để thâm nhập vào phương Tây. Thứ hai, Đảng Cộng sản các nước đều thuận theo lệnh của Đảng Cộng sản Liên Xô và quốc tế thứ ba, tích cực lên kế hoạch cho hoạt động lật đổ. Thứ ba, trong cuộc khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội, chính phủ của rất nhiều nước phương Tây có bệnh, thì vài tứ phương, họ đã tiếp nhận các loại chính sách chủ nghĩa xã hội biến hình, khiến xã hội phương Tây liên tục chuyển dịch về phía cánh tả trong vài chục năm qua. Thứ tư, mỗi quốc gia đều có những người cùng đường. Có một lượng lớn những kẻ nó hữu dụng được Đảng Cộng sản lợi dụng, trở thành công cụ tay sai đắc lực của tà linh cộng sản. Bọn họ cùng với Đảng Cộng sản trở thành cánh quân thứ năm trong nội bộ các quốc gia phương Tây. Họ đóng vai trò khách quan trong việc phá hoại văn hóa truyền thống, làm bại hoại đạo đức xã hội, trợ giúp chính quyền cộng sản và lật đổ chính phủ hợp pháp của nước sở tại. Chương này sẽ phát thảo quá trình và phương pháp mà chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào phương Tây từ các góc độ khác nhau. Do bức tranh toàn cảnh khá rối ren và phức tạp nên khó tránh việc bỏ qua nhiều chi tiết, nhưng sau khi nắm được những manh mối cơ bản, chúng tôi tin là độc giả có thể đọc một mà hiểu ba và thấy rõ móng vuốt của tà linh cộng sản vốn đeo các loại mặt nạ khác nhau. Do hạn chế về độ dài của bài viết nên chúng tôi chủ yếu sử dụng các ví dụ ở Mỹ, nhưng độc giả nên hiểu rằng mưu kế của ma quỷ sẽ không chỉ giới hạn ở một mình nước Mỹ, mà ở các quốc gia khác, thủ đoạn của nó cũng có mức độ tương tự như vậy. Chương này cũng sẽ tóm lược tác động của chủ nghĩa cộng sản đối với châu Âu. 1. Chủ nghĩa cộng sản bạo lực và chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, Đảng Cộng sản và bạo lực không thể tách rời nhau. Việc này cũng có nguyên nhân. Đảng Cộng sản chưa bao giờ né bạo lực. Trên thực tế, trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Marx và Engels đã hô hào: người cộng sản không thèm che giấu quan điểm và ý đồ của mình. Họ công khai tuyên bố, mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực để lật đổ toàn bộ chế độ xã hội hiện có. Hơn 100 năm sau khi bản tuyên ngôn này ra đời, đặc biệt là vì cách mạng cộng sản của Nga và Trung Quốc đều lấy bạo lực làm thủ đoạn chủ yếu, nên về mặt khách quan đã khiến thế giới bỏ qua một hình thức biểu hiện khác của chủ nghĩa cộng sản, chính là chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực. Lenin là đại diện cho chủ nghĩa Marx theo phái cách mạng bạo lực. Lenin đã phát triển chủ nghĩa Marx từ hai phương diện. Theo suy nghĩ của Marx, cuộc cách mạng của chủ nghĩa cộng sản bùng nổ ở các quốc gia chủ nghĩa tư bản phát triển trước tiên, nhưng Lenin lại cho rằng ở những nước lạc hậu như Nga cũng có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một công hiến khác của Lenin là học thuyết xây dựng đảng. Lenin cho rằng giai cấp công nhân không hề tự phát sinh ý thức giai cấp và nguyện vọng cách mạng, nhất định phải từ bên ngoài mà truyền bá nguyện vọng cách mạng vào giai cấp công nhân. Vì thế phải tổ chức một đảng chính trị có kỷ luật nghiêm khắc với đảng viên là các nhà cách mạng chuyên nghiệp. Đảng chính trị này chính là đội tiên phong của giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản. Bản chất của học thuyết xây dựng đảng của Lenin là gắn với các tổ chức văn đảng và chủ nghĩa khủng bố vào học thuyết kinh tế chính trị Marx. Từ đó thiết lập ra một con đường dựa vào bạo lực và lừa dối để thực hiện trò bịp của chủ nghĩa cộng sản. Vào năm thứ hai sau khi Marx chết năm 1884, nước Anh đã sản sinh ra hội Parian, một đoàn thể thực hiện chủ nghĩa xã hội theo phương thức tiến dần từng bước. Tên của hội Parian bắt nguồn từ vị tướng La Mã cổ đại Papius Maximus, người được biết đến với chiến thuật trốn tránh và trì hoãn. Biểu tượng của hội Parian là một con chó sói đội lốt cuồng. Phần mở đầu của cuốn tập san số 1 tiểu luận về Parian đã viết một câu như thế này: hãy giống như Papius chiến đấu chống lại Hannibal khi xưa, cho dù có rất nhiều người chỉ trích ông đã trì hoãn thời gian, ông ấy vẫn cực kỳ nhẫn nại và chờ đợi thời cơ. Và một khi thời cơ đến, thì phải dốc toàn lực xuất kích như Papius, nếu không thì sẽ tốn công chờ đợi uổng công vô ích.
hoặc Parian chủ trương thực hiện chủ nghĩa xã hội kiểu như mưa dầm thấm lâu, vì thế họ đã phát minh ra chiến lược thẩm thấu bằng cách quăng lỗ mọi nơi. Hội Parian không những không hạn chế hoạt động của các thành viên, mà còn cổ vũ họ đi làm tùy tùng của những nhân vật quan trọng như bộ trưởng trong bộ nội các, quan chức chính trị cao cấp, nhà công nghiệp lớn, hiệu trưởng trường đại học, giáo chủ, v.v. hoặc trực tiếp gia nhập những đoàn thể khác mà đồng ý tiếp nhận họ. Họ truyền thụ những tư tưởng này tới các nhân vật ra quyết sách quan trọng thông qua những con đường này. Sidney Webb là chủ tịch hội Parian đã viết: chúng ta tin tưởng vững chắc vào cái mà chúng ta gọi là chính sách thâm nhập, có nghĩa là không những đem tư tưởng chủ nghĩa xã hội, kế hoạch chủ nghĩa xã hội rót vào tư tưởng của những người hoàn toàn tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội, mà đồng thời cũng cần rót vào trong tư tưởng của những người có quan niệm khác với chúng ta. Chúng ta vừa phải dốc hết sức tuyên truyền nhắm vào người của đảng tự do hoặc những người theo chủ nghĩa cấp tiến, cũng phải thực hiện tuyên truyền như vậy với người của đảng bảo thủ, phải tuyên truyền cho cả những người vận động công đoàn và người theo chủ nghĩa hợp tác, và cả những chủ lao động và những chuyên gia tài chính. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ dùng quan niệm và kế hoạch phù hợp với phương hướng của chúng ta để tấn công họ. Trong thành viên của hội Parian có rất nhiều trí thức trẻ. Họ đi khắp nơi diễn thuyết, xuất bản sách, tạp chí, sổ tay và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Sau thế kỷ 20, các thành viên của hội Parian bắt đầu tham gia các hoạt động của đảng chính trị. Webb, một trong bốn chùm đầu sỏ của hội Parian, đã trở thành đại diện của Parian trong Ủy ban chấp hành quốc gia của đảng lao động mới được thành lập. Ông ta giúp đảng lao động soạn thảo điều lệ đảng, phát thảo cương lĩnh đảng, chỉ đạo các loại chính sách, nỗ lực đưa chủ nghĩa xã hội Parian trở thành tư tưởng chỉ đạo của đảng này. Ảnh hưởng của hội Parian ở Mỹ cũng rất lớn, nhưng không phải chỉ có một đoàn thể theo chủ nghĩa Parian. Tư tưởng Parian cũng có ảnh hưởng rất lớn đến các khoa và viện khoa học xã hội trong các trường đại học nổi tiếng, cho dù là chủ nghĩa cộng sản bạo lực của Lenin hay chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực của hội Parian, thì đằng sau đó đều là tà linh cộng sản thao túng và khống chế. Mục đích cuối cùng của chúng là hoàn toàn giống nhau. Vậy nên chủ nghĩa cộng sản bạo lực của Lenin lại thu hẹp bài xích thủ đoạn phi bạo lực. Trong cuốn sách Cánh tả, bệnh ấu chỉ của phong trào chủ nghĩa cộng sản, Lenin đã phê bình nghiêm khắc đảng Cộng sản Tây Âu vì từ chối hợp tác với công đoàn phản động hoặc từ chối tham gia vào nghị viện quốc gia của giai cấp tư sản. Lenin viết, nghệ thuật của một chính trị cùng với lý giải chính xác của người Cộng sản về nhiệm vụ của bản thân chính là nằm ở chỗ phán đoán chính xác trong những điều kiện nào và thời cơ nào khi đội tiên phong của giai cấp tư sản có thể thành công giành được chính quyền, có thể trong quá trình giành chính quyền và sau khi đã giành được chính quyền đoạt được sự ủng hộ hết mình của giai cấp công nhân và tất cả các giai tầng trong quần thể lao động thuộc giai cấp vô sản, và sau khi đã giành được chính quyền rồi thì có thể duy trì, củng cố và mở rộng sự thống trị của mình bằng cách giáo dục, huấn luyện và thu hút ngày càng nhiều người lao động. Lenin nhiều lần nhấn mạnh rằng người Cộng sản nhất định phải che giấu ý đồ thực sự của mình, và để thâu tóm quyền lực chính trị thì có thể hứa hẹn và thỏa hiệp bất kỳ điều gì. Ngoài cách khác là để đạt được mục đích thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Trong quá trình đảng Bolshevik Nga và đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền, quả thực là họ đã kết hợp và vận dụng hai thủ đoạn bạo lực và lừa dối vô cùng nhuần nhuyễn. Điều mà khá ít người chú ý là kỳ thực những trường phái theo chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực cũng không bài xích bạo lực. Nhà viết kịch viết Nassau, một trong những nhân vật đại biểu của hội Parian nước Anh từng viết: tôi đã từng nói rõ ràng, không có thu nhập đồng đều thì không có chủ nghĩa xã hội. Dưới chế độ chủ nghĩa xã hội thì không có chỗ cho sự nghèo khổ. Bất kể bạn muốn hay không muốn, bạn đều sẽ bị cưỡng chế ăn no, mặc ấm, có nhà ở, được học hành, được bố trí việc làm. Nếu như phát hiện hạnh kiểm và sự chuyên cần của bạn không xứng với đãi ngộ như vậy, thì bạn có thể sẽ bị giết chết một cách nhẹ nhàng. Một hội Parian giỏi ngụy trang đã tuyển chọn được một Kenasov giỏi đối đáp. Họ đeo một chiếc mặt nạ dịu dàng thấm thiết lên mục đích thực sự của chủ nghĩa xã hội phi bạo lực, chỉ đến sau cùng mới lộ ra bộ mặt hung tàn. Trong thời kỳ phong trào chủ nghĩa cộng sản dâng cao ở các nước phương Tây, phần tử đảng cộng sản cùng các loại tổ chức công khai của nó và những thanh niên bị kích động mê hoặc vì để áp chế những ý kiến bất đồng mà đã tạo nên một bầu không khí khủng bố khiến người người bất an, họ thẳng tay sử dụng thủ đoạn bạo lực bao gồm đánh, đập phá, cướp bóc, phóng hỏa, ám sát, nổ bom. Cách thức và hành vi này so với đảng Cộng sản là giống nhau như đúc. 2.
quốc tế cộng sản, chiến tranh gián điệp và chiến tranh tin đồn. Chủ nghĩa cộng sản cho rằng nhà nước là công cụ để giai cấp áp bức, là sản phẩm của xã hội giai cấp. Xã hội chủ nghĩa cộng sản tiêu diệt giai cấp rồi thì tự nhiên cũng không cần nhà nước nữa. Vì vậy, đối với giai cấp công nhân không có tổ quốc, Marx và Engels kêu gọi trong đoạn cuối của tuyên ngôn đảng Cộng sản như sau: những người vô sản trên thế giới hãy đoàn kết lại. Sau khi đảng Bolshevik do Lenin lãnh đạo, thành lập nên quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới ở nước Nga, họ đã nhanh chóng thiết lập quốc tế cộng sản, nhiệm vụ của nó là xuất khẩu cách mạng. Phát động một cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, lập bộ chính quyền hợp pháp của các quốc gia. Thiết lập chế độ độc tài của giai cấp vô sản trên toàn thế giới, và Cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921, chính là thuộc chi bộ Viễn Đông của quốc tế thứ ba. Trên thực tế, không chỉ đảng Cộng sản Trung Quốc, mà hầu hết đảng Cộng sản ở các nước trên thế giới đều nghe theo lệnh của quốc tế Cộng sản và nhận tiền trợ cấp và huấn luyện của nó. Đảng Cộng sản Liên Xô cũng dựa vào sự hậu thuẫn của đế quốc khổng lồ đó mà chiêu mộ các phần tử cấp tiến trên khắp thế giới, sau đó huấn luyện họ trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp để thực hiện các hoạt động lật đổ tại quốc gia của họ. Đảng Cộng sản Mỹ được thành lập vào năm 1919 cũng là một tổ chức tuân theo mệnh lệnh của quốc tế cộng sản như Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong gần 100 năm lịch sử, mặc dù Đảng Cộng sản Mỹ chưa bao giờ trở thành một đảng lớn sở hữu nhiều đảng viên, nhưng nó cũng đang gây ảnh hưởng đáng kể ở Hoa Kỳ. Họ sử dụng các thủ đoạn linh hoạt và đa dạng, cấu kết với các đoàn thể cấp tiến và các phần tử cấp tiến trong xã hội Mỹ, thâm nhập vào các phong trào công nhân, phong trào học sinh, giáo hội, thậm chí là vào cả chính phủ Mỹ. Tiến sĩ Frederick, người tiên phong trong phong trào chống khủng ở Mỹ, đã chỉ ra một cách sắc bén rằng việc tự đánh giá sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản qua số người của nó giống như việc so sánh diện tích của lỗ thủng với phần hoàn hảo trên con cầu để xác định xem con cầu có an toàn hay không. Một cái lỗ thủng cũng đủ để làm cho toàn bộ con tàu chìm đắm. Lý luận của chủ nghĩa cộng sản là số ít người có kỷ luật khống chế và chỉ huy lý luận của người khác. Một người ở vị trí và địa vị nhạy cảm có thể kiểm soát và thao túng hàng ngàn người. Việc nội bộ chính phủ Mỹ thời Thế chiến II có rất nhiều điệp viên Liên Xô từ lâu đã không còn là bí mật, nhưng do những nỗ lực chống cộng, năm 1954, của Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy bị gạt bỏ vì giới truyền thông, giới chính trị, giới học thuật cánh tả hợp lực che giấu, nên các chứng cứ có liên quan không lọt được vào tầm nhìn của công chúng. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, chính phủ Mỹ đã công bố hồ sơ điện mã tuyệt mật Venona. Hồ sơ này đã được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ phá giải vào những năm 1940, lúc trước khi Thế chiến II kết thúc. Điện mã mật tiết lộ rằng trong nội bộ chính phủ Mỹ có ít nhất 300 điệp viên đang làm việc cho Liên Xô. Còn việc có bao nhiêu người dưới quyền chỉ huy của họ thì không thể biết được. Một số gián điệp giữ chức vụ cao trong chính phủ có quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm tuyệt mật. Một số lại có thể lợi dụng quyền hạn để tác động lên đường lối chính sách của Mỹ. Những người này đã gửi kỹ thuật về bom nguyên tử cho Liên Xô cùng các bí mật kỹ thuật quân sự khác. Về sau, họ đã bị xử tử bằng ghế điện gồm vợ chồng Ron Sepp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Harry Delta White, cùng quan chức Bộ Ngoại giao Angel Hiss. Vì hồ sơ Venona chỉ công bố phần nổi của tảng băng chìm, nên rút cuộc có bao nhiêu tài liệu cơ mật của chính phủ Mỹ bị tiết lộ cho Liên Xô thì vẫn chưa biết được. Nhưng điều quan trọng hơn là, những gián điệp Liên Xô nắm giữ vị trí cao ấy có cơ hội gây ảnh hưởng rất lớn đến các quyết sách quan trọng của chính phủ Mỹ. Tại hội nghị Yalta, một hội nghị rất quan trọng trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cố vấn của Tổng thống Roosevelt đã đóng vai trò then chốt trong quá trình đưa ra các quyết định quan trọng như xử lý lãnh thổ sau chiến tranh, trao đổi tù nhân và soạn thảo hiến chương Liên Hợp Quốc. Còn Harry Walter, một trong những trợ thủ được tín nhiệm nhất của Bộ trưởng Tài chính Morgenthau, đã tham gia hoạch định rất nhiều chính sách quan trọng. Ông cũng là một trong những nhà thiết kế chính của hệ thống Bretton Woods và là một trong những người sáng lập Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Năm 1914, chính Harry Wilson đã thúc giục quốc dân đảng bổ nhiệm ký triều đình, là đảng viên ngầm của Trung Cộng và vị trí cấp cao của Bộ Tài chính. Những cải cách mà ký triều đình giúp chính phủ quốc dân thiết kế liên quan đến đồng tiền kim viên khoáng đã khiến chính phủ mất hết tín nhiệm. Các nhà sử học tin rằng, do ảnh hưởng của các điệp viên Liên Xô và phần tử thần cộng sản, việc Hoa Kỳ đình chỉ viện trợ quân sự cho quốc dân đảng trong cuộc nội chiến quốc cộng vào cuối những năm 1940 là một trong những lý do quan trọng khiến quốc dân đảng mất đi Trung Quốc đại lục.
Các học giả như Evan nhấn mạnh, tác động đến chính sách mới là vai trò quan trọng nhất của các địch viên Liên Xô. Whittaker Chapman, người từng gia nhập mạng lưới gián điệp của Đảng Cộng sản Mỹ và Liên Xô, nhưng sau đó đã quay trở về với chính nghĩa và chỉ điểm các điệp viên khác đã biết những vị trí bị chiếm giữ bởi đặc vụ của các nước thù địch không những cho phép họ ăn cắp tài liệu, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của đất nước và mang lại lợi ích cho kẻ thù số một của quốc gia. Điều này không phải chỉ phản ánh trong một số thời điểm đặc biệt, mà còn trong một số lực lượng cực lớn các quyết định hàng ngày. Yuri Benmenov là một điệp viên KGB của Liên Xô cũ và đã đào thoát vào năm 1970, đã tiết lộ về các thủ đoạn bí mật nhằm lật đổ phương Tây của Liên Xô trong các tác phẩm và bài diễn thuyết của mình. Benmenov chỉ ra rằng, nhiều người phương Tây bị ảnh hưởng bởi các phim gián điệp kiểu James Bond và cho rằng thủ đoạn lật đổ phương Tây của Liên Xô cũng là thông qua gián điệp để đánh cắp thông tin, đánh sập cầu đường. Nhưng điều này lại khác xa sự thật. Chỉ có 10% đến 15% tổng số nhân lực và vật lực của KGB được phân bổ vào chiến tranh gián điệp truyền thống. Còn một lượng lớn nhân lực và vật lực được sử dụng vào việc thâm nhập và lật đổ hệ ý thức. Benmenov đã phân tích chi tiết về quá trình, lĩnh vực và thủ đoạn của chiến lược lật đổ. Nhìn chung, việc lật đổ được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gây ra suy đồi văn hóa và phá hoại đạo đức ở các nước đối địch. Giai đoạn thứ hai, tạo ra bất ổn xã hội tại các quốc gia này. Giai đoạn thứ ba, tự tạo ra khủng hoảng, mà khủng hoảng sẽ dẫn đến ba cục diện có thể xảy ra gồm nội chiến, cách mạng hoặc bị kẻ địch bên ngoài xâm lược. Lúc này, Đảng Cộng sản sẽ bắt đầu giai đoạn thứ tư, đó là từ cơ đoạt chính quyền, rồi tiến lên ổn định cục diện để xây dựng một quốc gia độc tài với chế độ một đảng. Theo lời của Benmenov, mục tiêu thâm nhập của Đảng Cộng sản chủ yếu có ba lĩnh vực lớn. Một, lĩnh vực tư tưởng gồm có tôn giáo, giáo dục, truyền thông và văn hóa, v.v. Hai, các cơ quan quyền lực bao gồm chính phủ, tòa án, cảnh sát, quân đội và ngoại giao, v.v. Ba, đời sống xã hội gồm các mối quan hệ gia đình, y tế, chủng tộc, ông chủ và người làm thuê, v.v. Benmenov đã lấy khái niệm bình đẳng làm ví dụ để giải thích cách mà Đảng Cộng sản thông qua thâm nhập văn hóa, rồi từng bước gây ra rối loạn xã hội, từ đó mà tạo ra thời cơ cách mạng. Các điệp viên tình báo sẽ tuyên truyền chủ nghĩa bình quân tuyệt đối bằng mọi cách để khiến cho người ta bất mãn với hoàn cảnh kinh tế chính trị của mình. Khi bất mãn kịch liệt thì sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất, tiếp đó là tới mối quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê, gây ra các cuộc bại công, suy thoái kinh tế, v.v. Thế là xã hội bất ổn định, ngày càng nhiều người trở nên cấp tiến, bắt đầu tranh giành quyền lực. Sau khi khủng hoảng toàn diện xảy ra, thì cơ hội để tiến hành cách mạng hoặc ngoại quốc xâm lược đã chín mùi. Lan Mihai Pakepa, cựu quan chức an ninh hàng đầu của Romania, đã chạy trốn sang phương Tây năm 1978. Ông đã tiết lộ toàn diện sách lược mà các nước Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô cũ sử dụng để phát động cuộc chiến tâm lý và cuộc chiến tin đồn quy mô lớn ở phương Tây. Pakepa nhấn mạnh, mục đích của cuộc chiến tin đồn là thay đổi hệ tham chiếu xem xét vấn đề của dân chúng. Sau khi tâm lý được cải tạo, thì một người, cho dù đang đứng trước sự thật, họ cũng không cách nào lý giải và tiếp nhận nó, và sẽ trở thành kẻ mất hữu dụng. Benmenov nói rằng, giai đoạn thứ nhất là lật đổ hình thái ý thức, thông thường mất khoảng 15 đến 20 năm. Đó cũng chính là thời gian để một thế hệ tiếp thu giáo dục. Giai đoạn thứ hai là từ 2 đến 5 năm. Giai đoạn thứ ba chỉ cần 3 đến 6 tháng. Trong bài diễn thuyết năm 1984, ông ta tuyên bố rằng giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Hiệu quả của nó vượt xa sự tưởng tượng của chính quyền Liên Xô. Theo lời tự thuật của rất nhiều quan chức tình báo và điệp viên của Liên Xô cũ và các nghiên cứu giải mật hồ sơ sau chiến tranh lạnh, sự thâm nhập của Liên Xô cũ là động lực chủ yếu. Đằng sau phong trào phản văn hóa ở phương Tây trong những năm 60 của thế kỷ trước, năm 1950, thượng nghị sĩ Joseph McCarthy bắt đầu với bài sử thâm nhập của Đảng Cộng sản vào chính phủ và xã hội Mỹ. Nhưng đến năm 1954, bị thượng viện bỏ phiếu lên án, nỗ lực loại bỏ chủ nghĩa cộng sản của nội bộ chính phủ Mỹ bị bầu dở giữa chừng. Đó là lý do quan trọng đẩy nước Mỹ trượt dốc nhanh chóng. Một loạt các vấn đề như chủ nghĩa McCarthy, sự thâm nhập về hình thái ý thức của chủ nghĩa cộng sản v.v. lại không hề thuận theo việc Liên Xô tan rã và chiến tranh lạnh kết thúc mà mất đi ý nghĩa thực hiện của chúng. Nhiều năm qua, McCarthy bị các chính sách và truyền thông cánh tả bị bán. Cụm từ chủ nghĩa McCarthy trở thành đồng nghĩa với bức hại chính trị, cho thấy cánh tả đã nắm giữ quyền lãnh đạo hình thái ý thức một cách chắc chắn.
Sau khi nhìn lại lịch sử, những anh hùng chống cộng nhưng biết cách khi bị áp chế của xấu ở Mỹ, một nhà bình luận chính trị phái vào phụ Mỹ nói rằng, phong trào chống lại Mỹ của cánh tả là một bộ phận hữu cơ cấu thành nên toàn bộ thế giới quan của nó. Người theo chủ nghĩa tự do tranh giành quyền lợi cho những người ngoại tình, những người ủng hộ quyền phá thai, người làm nghề mại dâm, tội phạm và theo chủ nghĩa cộng sản. Bọn họ theo bản năng mà ủng hộ tình trạng của chính phủ và phản đối văn minh. Lập trường của những người theo chủ nghĩa tự do về sau cùng ác là sự phản bội. 3. Từ chính sách kinh tế mới của Orwell đến chủ nghĩa tiến bộ. Vào ngày thứ năm đêm tối ngày 24 tháng 10 năm 1929, thị trường chứng khoán New York sụp đổ. Cuộc khủng hoảng đã lan rộng từ lĩnh vực tài chính sang toàn bộ nền kinh tế, mà không một quốc gia lớn nào ở phương Tây may mắn thoát khỏi. Tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới hơn 25%. Trên thế giới có hơn 30 triệu người thất nghiệp. Ngoại trừ Liên Xô thì sản xuất công nghiệp ở các nước công nghiệp lớn trung bình giảm 27%. Đầu năm 1933, trong vòng 100 ngày kể từ khi Orwell nhậm chức, có rất nhiều dự luật đã liên tiếp được đưa ra xoay quanh chủ đề giải quyết khủng hoảng, hồi phục và cải cách. Để gia tăng sự can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp của chính phủ vào nền kinh tế, Quốc hội đã ban hành luật ngân hàng khẩn cấp, luật điều tiết nông nghiệp, luật phục hồi công nghiệp quốc gia, luật an ninh xã hội và các đạo luật khác. Và sau khi Thế chiến II bùng nổ, chính sách mới cơ bản đã kết thúc, nhưng một bộ chế độ hoặc cơ cấu xuất hiện trong thời kỳ chính sách của Orwell vẫn gây ảnh hưởng cho đến ngày nay. Số sắc lệnh tổng thống do Orwell ban hành vượt quá tổng số sắc lệnh tổng thống mà tất cả các tổng thống kế nhiệm ông trong thế kỷ 20 đã ban hành. Nhưng mãi đến cuối những năm 30, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn không giảm xuống dưới hai con số. Kể từ khi có chính sách mới của Orwell, chính phủ Mỹ đã đi theo con đường thu thuế cao, chính phủ mở rộng, chủ nghĩa can thiệp. Nhà tư tưởng phái bảo thủ Dinesh D'Souza đã chỉ ra trong tác phẩm Lời nói dối lớn, luật phục hồi quốc gia là một trong những chính sách quan trọng của Orwell và là trung tâm của chính sách mới. Đạo luật này về cơ bản đã là hồi chuông cảnh tử cho hệ thống thị trường tự do của Hoa Kỳ. Nhà sử học Jim Foucault đã đưa ra đầy đủ tư liệu lịch sử chứng minh rằng hiệu quả của chính sách mới của Orwell không được như mong muốn. Đó là do chính sách mới chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, luật an ninh xã hội làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, việc thu thuế cao đã phá hoại các mô hình kinh doanh lành mạnh, luật lao động tạo nên nạn thất nghiệp, v.v. Người được giải Nobel Kinh tế Milton Friedman ca ngợi cuốn sách này là: Orwell đã chứng minh vô cùng chính xác rằng chính sách mới đã ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế từ suy thoái, khiến thất nghiệp kéo dài và gia tăng. Những điều này đã tạo điều kiện cho một chính phủ có quyền can thiệp hơn và đắt đỏ hơn. Năm 1963, sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, Tổng thống Lyndon Johnson lên nhậm chức, đã phát động phong trào liên chuyến với nghèo khó và phong trào xã hội vĩ đại. Trong một thời gian cực ngắn, Johnson đã ban hành một loạt các sắc lệnh tổng thống, đưa ra hàng loạt đạo luật thành lập các cơ quan chính phủ mới, mở rộng các chương trình phúc lợi, tăng thuế và nhanh chóng mở rộng quyền hạn của chính phủ. Điều thú vị là các cách thức điều hành của Tổng thống Johnson và cương lĩnh mới của Đảng Cộng sản Mỹ được xuất bản năm 1966 lại giống hệt nhau. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Mỹ Wuhan giải thích cương lĩnh này như sau: thái độ của Đảng Cộng sản đối với xã hội vĩ đại có thể khái quát bằng một câu châm ngôn như sau: tuy ngủ chung trên cùng một chiếc giường nhưng mỗi người sẽ có một giấc mộng khác nhau. Người Cộng sản chúng ta ủng hộ mọi việc làm của phong trào xã hội vĩ đại, bởi vì ước vọng của chúng ta là chủ nghĩa xã hội. Cái mà Hart gọi là cùng một chiếc giường có nghĩa là chính sách xã hội vĩ đại. Mặc dù cùng ủng hộ hành động của xã hội vĩ đại, nhưng ý định ban đầu của chính phủ Johnson là để cải cách theo chế độ dân chủ, còn Đảng Cộng sản Hoa Kỳ là để từng bước đưa Mỹ tiến vào chủ nghĩa xã hội. Ba hậu quả nghiêm trọng nhất mà hai phong trào xã hội vĩ đại và tuyên chiến với nghèo khó gây ra là: gia tăng sự ý lại của người dân vào phúc lợi, ngày càng nhiều người trẻ tuổi từ chối làm việc, chính sách phúc lợi khiến gia đình tan vỡ nhanh chóng hơn. Bởi vì chính sách phúc lợi chăm sóc gia đình đơn thân, nên hậu quả thực tế là khuyến khích ly hôn, sinh con trước hôn nhân và sinh con ngoài gia thú. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ trẻ em sinh ra ngoài gia thú vào năm 1940 chiếm 3,8% trong toàn bộ số trẻ sơ sinh. Con số này đến năm 1965 là 7,7%. 25 năm sau cải cách xã hội vĩ đại năm 1990, con số này đã đột ngột tăng lên 28%.
năm 2012 tăng lên đến 40%. Sự tan vỡ của các gia đình gây ra hàng loạt hệ lụy xã hội, như gánh nặng tài chính cực lớn cho chính phủ, tỷ lệ tội phạm tăng vọt, giáo dục gia đình suy thoái, một nhà mấy đời không cách nào thoát khỏi nghèo khó, tư tưởng không làm mà hưởng trở nên thâm căn cố đế, từ đó tạo thành đội quân thất nghiệp tự nguyện v.v. Nhà sử học người Scotland, ngài Alexander Fraser Tay từng nói, chế độ dân chủ không thể trở thành một chế độ chính trị lâu dài. Sẽ có một ngày công chúng phát hiện ra rằng họ có thể thông qua bỏ phiếu để chọn ra ứng viên có thể giúp họ đạt được nhiều lợi ích thiết thân nhất từ quốc phố. Vậy khi có chế độ dân chủ sẽ đến hồi kết, hầu hết các cử tri sẽ vĩnh viễn bỏ phiếu cho ứng cử viên nào hứa hẹn sẽ mang lại cho họ nhiều lợi ích nhất từ tài chính công. Điều này sẽ khiến nền dân chủ sụp đổ do chính sách tài chính lỏng lẻo. Cuối cùng, bị chế độ chuyên chế thay thế, từ tiết kiệm thành hoang phí thì dễ, mà từ hoang phí thành tiết kiệm thì khó. Sau khi dân chúng hình thành sự ý lại và phúc lợi, nếu chính phủ muốn cắt giảm số lượng và chủng loại phúc lợi, thì có thể nói còn khó hơn cả lên trời. Nhà nước phúc lợi đã trở thành một căn bệnh chính trị khó chữa ở các nước phương Tây, khiến rất nhiều chính trị gia và học giả trở nên bất lực. Sau những năm 70 của thế kỷ trước, phái cực tả đã từ bỏ những ngôn ngữ cách mạng khiến người dân Mỹ cảnh giác và thay thế bằng ngôn ngữ mang màu sắc trung lập hơn như chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tiến bộ. Những độc giả đã và đang sống ở các quốc gia cộng sản chắc hẳn không còn xa lạ gì với chủ nghĩa tiến bộ. Tiến bộ vẫn luôn được đảng cộng sản sử dụng như một phép ẩn dụ cho chủ nghĩa cộng sản. Ví dụ như phong trào tiến bộ nghĩa là phong trào chủ nghĩa cộng sản. Phần tử trí thức tiến bộ nghĩa là phần tử thân cộng sản hoặc dứt khoát là đảng viên ngầm. Dẫu là chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa tiến bộ thì kỳ thực cũng đều như nhau. Bản chất của nó đều là thu thuế cao, phúc lợi cao, chính phủ mở rộng, phản tôn giáo, phản đạo đức, phản truyền thống, công bằng xã hội, công đáng chính trị, đề cao nữ quyền, đòi quyền lợi cho người đồng tính và lệch lạc tình dục, v.v. Hết thảy đều là đại từ của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi không có ý định chỉ trích bất kỳ chính trị gia hay cá nhân nào trong giai đoạn lịch sử rối ren phức tạp này. Nếu muốn đưa ra phân tích và phân đoán chính xác thì thực sự rất khó. Sau khi lật từng trang sử, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng từ đầu thế kỷ 20 đến nay, tài lương cộng sản cùng lúc hạ thủ ở cả phương Tây và phương Đông. Trong khi cách mạng bạo lực xảy ra ở phương Đông, thì chính phủ và toàn bộ xã hội ở các nước phương Tây đều chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản từng bước tả huynh. Lấy nước Mỹ làm ví dụ, sau Thế chiến thứ nhất, đặc biệt là sau khủng hoảng kinh tế, chính phủ đã áp dụng ngày càng nhiều chính sách của chủ nghĩa xã hội. Nhà nước phúc lợi đã nuôi dưỡng tính ỷ và phụ thuộc vào chính phủ của người dân. Cùng với đó là chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật đã nhanh chóng làm xóa mòn nền tảng đạo đức của xã hội Mỹ, khiến người dân rời xa thần, rời xa đạo đức truyền thống, và đứng trước rất nhiều các mánh khóe bịt bợm của chủ nghĩa cộng sản, họ dần dần mất đi khả năng kháng cự. 4. Đại cách mạng văn hóa ở phương Tây. Những năm 60 của thế kỷ 20 là bước ngoặt của lịch sử hiện đại, một phong trào phản văn hóa chưa từng có tiền lệ, đã càn quét thế giới từ phương Đông sang phương Tây. Khác với đại cách mạng văn hóa Trung Quốc do Trung Cộng khởi phát, phong trào phản văn hóa ở các nước phương Tây trên bề mặt là một phong trào đa trung tâm nhưng thực ra là không có trung tâm. Trong hơn 10 năm từ những năm 1960 đến những năm 1970, những người tham gia cuộc vận động quy mô lớn này dường như xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau và có những theo đuổi khác nhau, trong đó có người phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam của Mỹ, có người đấu tranh dân quyền cho người da màu, có người phản đối chế độ phụ quyền đấu tranh cho nữ quyền, có người đấu tranh quyền lợi cho người đồng tính, trong đó còn hỗn tạp với phản văn hóa truyền thống, chống đối quyền uy, truy cầu chủ nghĩa giải phóng tình dục và hưởng lạc, thúc đẩy sử dụng ma túy, nhạc rock, android, v.v., khiến người ta hoa cả mắt. Mục tiêu của đại cách mạng văn hóa phương Tây là hủy đi văn hóa Cơ Đốc giáo chính thống và văn hóa truyền thống của phương Tây. Hiện tượng văn hóa toàn cầu có vẻ như lộn xộn bừa bãi này bắt nguồn từ chủ nghĩa cộng sản. Marx và Mao Trạch Đông được gọi là 3M, là thần tượng của những thanh niên tạo phản sùng bái. Herbert Marcuse là thành viên quan trọng của học phái Frankfurt. Học phái Frankfurt có trung tâm đặt tại Viện Nghiên cứu Xã hội của Đại học Frankfurt ở Đức. Nó là một trường phái theo chủ nghĩa Marx,
khi bắt đầu thành lập viện này vào năm 1923, cái tên Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx đã từng được cân nhắc. Tuy nhiên, để che mắt mọi người, bèn đặt một cái tên trung tính là Viện Nghiên cứu Xã hội. Gyorgy Lukács, một người Hungary theo chủ nghĩa Marx và là một trong những người sáng lập học phái Krakus, có một câu danh ngôn như sau: ai có thể cứu chúng ta ra khỏi nền văn minh phương Tây đây? Marx đã phát triển câu nói này như sau: phương Tây đã phạm tội diệt chủng đối với mọi nền văn minh và văn hóa mà nó tiếp xúc. Nền văn minh Hoa Kỳ và phương Tây là nơi tập hợp của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, chủ nghĩa bài ngoại chủ nghĩa, phản Do Thái, chủ nghĩa phát xít và chính tự yêu bản thân. Xã hội Mỹ là nơi áp bức con người, là nơi tà ác, không xứng để được thành tâm cống hiến. Có thể thấy rất rõ là học phái Krakus coi văn hóa truyền thống phương Tây là kẻ thù chính của nó, và nó muốn thông qua việc hủy diệt văn hóa để cuối cùng đoạt được quyền lãnh đạo ý thức hệ và quyền lãnh đạo chính trị. Năm 1935, học phái Krakus chuyển đến Hoa Kỳ và liên kết với Đại học Columbia ở New York. Cùng với những phần tử trí thức cánh tả bản địa ở Mỹ, học phái Krakus đã truyền bá chủ nghĩa Marx và các biến thể của nó và làm hỏng nhiều thế hệ thanh thiếu niên của Mỹ sau này. Lý luận của Marx đã hấp thụ chủ nghĩa Marx và tư tưởng toàn tính liên ái của Thao, chủ trương giải phóng sự áp chế của văn minh đối với tình dục. Đây là một trong những lực đại chính của trào lưu giải phóng tình dục. Marx cho rằng nếu muốn đạt được tự do và giải phóng thì nhất định phải xóa bỏ sự áp chế quá mức của xã hội chủ nghĩa tư bản đối với bản năng của con người. Vì thế, tất phải phản đối hết thảy tôn giáo và đạo đức truyền thống, phản đối trật tự và quyền lực, để biến xã hội thành một xã hội không tưởng vì có thể hưởng lạc vô độ mà không cần phải làm việc. Tác phẩm tiêu biểu của Marx là Ái dục và văn minh, chiếm một vị trí quan trọng trong lượng tác phẩm đồ sộ của học phái Krakus vì hai nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, trong quyển sách này, Marx đã hoàn thành việc kết hợp giữa các ý tưởng của Marx và Karl, biến các phê phán về kinh tế và chính trị của Marx thành một loại phê phán tâm lý và văn hóa của chủ nghĩa Marx mới. Thứ hai, quyển sách này đã trở thành cầu nối giữa học phái Krakus và các độc giả thanh niên, trực tiếp biến việc phản kháng bằng triết học thành phản kháng thông qua các cuộc vận động vào hồi thập niên 1960. Marx nói cuộc vận động phản văn hóa có thể được gọi là cuộc cách mạng văn hóa, bởi vì đối tượng mà cuộc kháng nghị nhắm vào là toàn bộ thể chế văn hóa, bao gồm đạo đức của xã hội hiện nay. Có một điểm vô cùng chắc chắn rằng quan niệm cách mạng truyền thống và chiến lược cách mạng truyền thống đã tới hồi kết. Những khái niệm này quá cổ hủ. Chúng ta bắt buộc phải dùng phương thức phân tán để khiến thế hệ này sụp đổ và tan rã. Chỉ có lề tèo thư thức bài thanh niên phản loạn có thể hiểu được những lý luận mơ hồ và khó hiểu của học phái Krakus. Nhưng mục đích của Marx lại rất đơn giản và rõ ràng: phản truyền thống, phản quyền uy, phản đạo đức, đắm chìm trong tình dục, ma túy, nhạc rock and roll. Hãy làm tình đi và không cần đến chiến tranh, chỉ cần bạn nói không với hết thảy quyền uy và quân pháp. Cho dù bạn đã tham gia vào sự nghiệp cách mạng cao thượng, thì cuộc cách mạng tự bản thân cảm thấy rất tốt đẹp này, rẻ tiền và dễ thực hiện biết mấy. Chẳng trách những thanh niên thời ấy chạy theo thứ vịt. Cần phải nhấn mạnh rằng, mặc dù có rất nhiều thanh niên nổi loạn và tự phát, nhưng nhiều nhà lãnh đạo, sinh viên, cấp tiến và đứng hàng đầu trong các cuộc vận động đều do chủ nghĩa Cộng sản quốc tế đào tạo và kiểm soát. Trong đó có lãnh đạo sinh viên của tổ chức sinh viên đấu tranh vì xã hội dân chủ được huấn luyện ở Cuba. Các cuộc biểu tình của sinh viên là do các đoàn thể chủ nghĩa Cộng sản trực tiếp tổ chức và xúi dục. Một bản tuyên bố được đưa ra vào năm 1969 bởi người dự báo thời tiết, một đoàn thể thuộc cánh cực tả tách ra từ đó, nói rằng mâu thuẫn giữa những người làm cách mạng ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và chủ nghĩa đế quốc do Hoa Kỳ đứng đầu là mâu thuẫn chủ yếu trước mắt của thế giới. Sự phát triển của mâu thuẫn này đã thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân toàn thế giới chống lại chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ và tay sai của nó. Đây là lời của Lâm Bu, nhân vật quyền lực số 2 của Trung Cộng, viết trong bài Chiến tranh nhân dân thắng lợi vạn tuế. Giống như cuộc cách mạng văn hóa gây ra thiệt hại không thể cứu vãn đối với văn hóa và xã hội Trung Quốc, sự sụp đổ của văn hóa phương Tây do cuộc vận động phản văn hóa gây ra cũng khiến người ta nhìn thấy và giật mình. Thứ nhất, nó biến thứ văn hóa ngoại lệ, văn hóa hạ lưu và văn hóa biến dị trở thành văn hóa chủ lưu.
giải phóng tình dục, ma túy, nhạc rock and roll, nhanh chóng ăn mòn quan niệm đạo đức của thanh thiếu niên, bồi dưỡng họ thành các lực lượng hư hỏng, tiềm tàng phản thần, phản truyền thống và phản xã hội. Thứ hai, nó đã tạo ra tiền lệ cho cách mạng đường phố, nuôi dưỡng các phương thức tư duy phản xã hội, phản nước Mỹ trên phạm vi rộng lớn, từ đó tạo tiền đề cho cách mạng đường phố sau này. Thứ ba, sau khi cuộc cách mạng đường phố bị thất bại, thế hệ thanh niên thập niên 60 đã đi học đại học tham gia viện nghiên cứu và hoàn thành học viện thạc sĩ tiến sĩ, sau đó bước vào xã hội thượng lưu Mỹ, từ giới giáo dục truyền thông chính trị đến giới công thương. Họ đem thế giới quan và giá trị quan của chủ nghĩa Mác vào thể chế, rồi phát động một cuộc cách mạng phi bạo lực nhằm quyết định xã hội Mỹ. Sau thập niên 1980, hầu hết các kênh truyền thông lớn, trường đại học và cao đẳng hàng đầu ở Mỹ cùng với Hollywood đã trở thành đại bản doanh của cánh tả. Khi Tổng thống Reagan còn tại vị, giới chính trị đã bắt đầu có xu thế nghiêng về cánh tả. Từ sau thập niên 90, chính sách lại tiếp tục tả hơn và đạt đến đỉnh điểm vào những năm gần đây. 5. Phong trào phản chiến hòa bình và phong trào dân quyền. Trong tiểu thuyết 1984 của Gauguin Owen, một trong bốn bộ chính của Châu Đại Dương và Bộ Hòa Bình, nhiệm vụ của bộ này là phát động chiến tranh. Cái tên khá hài hước này thực ra có ý nghĩa rất sâu xa. Đó là khi chúng ta mạnh bằng địch, sách lược tốt nhất là tuyên bố yêu chuộng hòa bình. Còn khi muốn phát động chiến tranh, cách che đậy tốt nhất là dương cao cành ô liu. Không những Liên Xô và các nước cộng sản khác áp dụng sách lược này vô cùng thành thạo, mà cho đến ngày nay, chủ nghĩa cộng sản quốc tế vẫn thường xuyên sử dụng chiêu trò này như một trong những công cụ chính để thâm nhập phương Tây, làm tê liệt và tấn công người dân của thế giới tự do. Hội đồng Hòa bình Thế giới được thành lập vào năm 1948. Joly Curie, chủ tịch đầu tiên của tổ chức này, là nhà vật lý người Pháp, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Lúc ấy, Thế chiến II vừa mới kết thúc và chỉ có Hoa Kỳ phát triển thành công bom nguyên tử. Liên Xô ra sức thúc đẩy chiến lược bí mật hòa bình thế giới để giảm bớt áp lực chiến tranh. Hội đồng Hòa bình Thế giới do Ủy ban Hòa bình Xô Viết thuộc Đảng Cộng sản Liên Xô trực tiếp kiểm soát. Hội đồng này tổ phòng Liên Xô là quốc gia yêu chuộng hòa bình trên phạm vi toàn thế giới và lên án Mỹ là lái buôn chiến tranh và kẻ thù hàng đầu của hòa bình thế giới. Liên Xô đã bồi dưỡng một lượng lớn các tổ chức, đoàn thể như Hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Hội Liên hiệp Thanh thiếu niên Thế giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quốc tế, Hội Liên hiệp Nhà báo Quốc tế, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Hiệp hội các nhà khoa học Thế giới, v.v. để phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình Thế giới, biến Hòa bình Thế giới trở thành một trong những trận địa tuyến đầu của hội chiến dư luận mà chủ nghĩa cộng sản nhắm vào thế giới tự do. Hội đồng Hòa bình Thế giới thực sự là một tổ chức ngoại vi của quốc tế cộng sản. Năm 1961, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev viết trong báo cáo như sau: mỗi ngày đều phải lôi kéo nhiều người hơn tham gia vào cuộc đấu tranh đòi hòa bình. Lá cờ hòa bình cho phép chúng ta đoàn kết quần chúng xung quanh chúng ta. Dương cao lá cờ này, chúng ta càng thu được càng nhiều thắng lợi hơn. Goethe, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ lập tức đáp lại, cần phải mở rộng cuộc đấu tranh đòi hỏi hòa bình, khiến nó leo thang và lôi kéo nhiều người hơn nữa, biến nó trở thành vấn đề nóng của mỗi một cộng đồng, mỗi một đoàn thể nhân dân, mỗi một công đoàn, mỗi một giáo hội, mỗi một gia đình, mỗi một con đường, mỗi nơi tụ tập quần chúng, v.v. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, phong trào phản chiến hòa bình có ba cao trào. Lần đầu tiên xuất hiện là vào đầu những năm 50 thế kỷ 20. Cao trào lần thứ hai của phong trào phản chiến tranh xuất hiện vào những năm 60 và 70 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Stalin Luther, người đã chạy trốn sang thế giới tự do, là quan chức cấp cao nhất của GRU. GRU là viết tắt của Tổng cục Tình báo, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô. Theo lời khai của ông, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, số tiền mà Liên Xô đã đầu tư vào tuyên truyền phản chiến tranh ở các nước phương Tây nhiều gấp hai lần khoản hỗ trợ quân sự và kinh tế cho miền Bắc Việt Nam. Ông nói, GRU và KGB đã tài trợ cho hầu hết các phong trào phản chiến và các nhóm phản chiến ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ronaldo từng là một người theo chủ nghĩa Marx và là nhà hoạt động trong phong trào phản chiến tranh Việt Nam. Ông thừa nhận rằng ý đồ thực sự từ trước đến nay của phong trào phản chiến tranh không phải là để kết thúc chiến tranh, mà là lợi dụng tâm lý phản chiến tranh để tạo ra một phong trào chủ nghĩa xã hội cách mạng mới trong nước Mỹ.
Cao trào thứ ba của phong trào phản chiến xảy ra vào đầu những năm 1980 khi Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở Tây Âu. Phong trào hòa bình phản đối vũ khí hạt nhân ở châu Âu tuy là yêu cầu có Liên Xô và Mỹ đồng thời hạn chế vũ khí hạt nhân, nhưng Liên Xô chưa bao giờ tuân thủ bất cứ hiệp ước quốc tế nào. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 1955 cho thấy, trong 38 năm sau khi thành lập, Liên Xô đã ký kết gần 1.000 hiệp ước song phương hoặc đa phương với nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng nó gần như vi phạm tất cả các cam kết của hiệp ước. Tác giả của nghiên cứu này nhận định, trong lịch sử văn minh nhân loại, một nước lớn như thế mà thiếu mất sự thành tín thì có lẽ Liên Xô là trường hợp đầu tiên. Bởi vậy, phong trào phản đối vũ khí hạt nhân thực ra chỉ nhắm vào Mỹ. Trevor Lowden đã chỉ ra, trong thập niên 80, phong trào phản đối vũ khí hạt nhân của New Zealand đã được đặc công của Liên Xô huấn luyện để thực hiện trong ứng ngoại hợp. Kết quả là New Zealand đã rút khỏi Liên minh quân sự Úc, New Zealand-Mỹ, trực tiếp đặt quốc gia nhỏ bé, có chưa đến 4 triệu dân này dưới sự uy hiếp của chủ nghĩa cộng sản. Sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, hàng loạt các cuộc biểu tình phản chiến quy mô lớn đã nổ ra ở Mỹ. Những người tích cực thúc đẩy các cuộc biểu tình này cũng liên quan chặt chẽ đến các tổ chức cộng sản, vốn được đánh giá tích cực trong nhiều sách lịch sử. Nhưng đằng sau các phong trào dân quyền ở Mỹ lúc nào cũng có bóng ma của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi so sánh các cuộc cách mạng của chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc, Cuba, Argentina, nhà tư tưởng người Mỹ ghi qua ghép phim rằng phong trào dân quyền ở Mỹ có mô hình giống như các cuộc cách mạng nói trên. Trong giai đoạn đầu, người dân được chia thành các nhóm thù địch khác nhau. Trong giai đoạn thứ hai, một mặt trận thống nhất được thành lập để tạo ra ảo tưởng rằng một phong trào được ủng hộ trên toàn cầu. Giai đoạn thứ ba là chống lại phe đối lập. Giai đoạn thứ tư là kích động bạo lực. Trong giai đoạn thứ năm, một cuộc cách mạng được trình diễn. Trên thực tế là phát động một cuộc đảo chính là từ cơ đoạt chính quyền. Bắt đầu từ cuối những năm 1920, Đảng Công nhân Mỹ theo chủ nghĩa cộng sản đã phát hiện những người Mỹ da đen là tiềm lực to lớn của cách mạng. Họ kêu gọi người da đen sinh sống ở miền Nam thành lập nước Cộng hòa người da đen Xô Viết. Một cuốn sổ tay tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản xuất bản năm 1934 có tên là Người Mỹ da đen Liên Xô. Nó chủ trương kết hợp cuộc cách mạng chủng tộc của người da đen miền Nam với cuộc cách mạng của giai cấp khổ sản. Phong trào dân quyền ở Mỹ những năm 1960 được Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Cộng ủng hộ. Leonard Peterson là một người da đen từng tham gia Đảng Cộng sản Mỹ. Sau khi đến Moscow để tiếp nhận đào tạo, ông đã rút khỏi đảng này. Ông đã đưa ra bằng chứng rằng các cuộc bạo loạn và gây rối của người da đen được Đảng Cộng sản Liên Xô ủng hộ mạnh mẽ. Ông cũng từng cùng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Mỹ nhau đến Moscow để huấn luyện. Phong trào dân quyền của người da đen cũng lên cao trong bối cảnh Trung Cộng xuất khẩu cách mạng. Sau năm 1957, tư tưởng ngoại giao của Trung Cộng ngày càng cấp tiến. Năm 1965, Trung Cộng ngang nhiên đưa ra khẩu hiệu cách mạng quốc tế, triệu hiệu quảng đại nông thôn, bao vây mọi con đường của các thành phố trên thế giới. Các tổ chức bạo lực nhất trong phong trào dân quyền của người da đen, như phong trào hành động cách mạng, đảng báo đen chủ nghĩa Mao, đều nhận được sự hậu thuẫn hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Cộng. Phong trào hành động cách mạng chủ trương cách mạng bạo lực và bị xã hội chủ lưu xem như là tổ chức chủ nghĩa cực đoan nguy hiểm. Đến sau năm 1969 thì tan rã, đảng báo đen từ hình thức đến nội dung hoàn toàn là học theo Trung Cộng, đưa ra khẩu hiệu quyền lực đến từ nòng súng, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Mao chủ tịch lục ngữ là cuốn sách cần phải đọc giống như Trung Cộng, đảng báo đen chủ trương cách mạng bạo lực. Vào năm 1968, lãnh đạo đảng này là Edith Gray Cleaver dự đoán rằng đại thảm sát sắp đến, giai đoạn bạo lực giải phóng người da đen sắp đến rồi, nó sẽ được truyền bá rộng khắp. Trong làn đạn và máu tươi, nước Mỹ sẽ bị nhuộm đỏ, xác chết sẽ nằm chất đống trên đường. Những người khác cũng cổ suý bạo lực chiến tranh du kích, thậm chí là chủ nghĩa khủng bố. Trong nhiều cuộc mít tinh của người da đen, những người tham gia vẫy sách đỏ nhỏ. Hiện trường hội nghị toàn là một biển đỏ, đúng là hòa lẫn màu sắc với Trung Quốc trong cùng thời kỳ đó. Có rất nhiều đòi hỏi của phong trào dân quyền được xã hội chủ lưu chấp nhận, nhưng các tổ chức cách mạng cấp tiến của người da đen lại không hề biến mất. Trong những năm gần đây là nổi lên một phong trào mới tên là Black Lives Matter.
người dân khắp thế giới đều mong muốn hòa bình, và những tư tưởng và thực tiễn của chủ nghĩa hòa bình khởi nguồn từ thời cổ đại hàng ngàn năm trước. Từ thế kỷ 20 đến nay, cũng có nhiều người có tầm nhìn xa và giàu tình bác ái đã vất vả bôn ba để tìm cách tiêu trừ đi hiểu lầm và thù địch giữa các quốc gia. Vì nguyên nhân lịch sử, nhiều quốc gia phương Tây và Mỹ vẫn tồn tại hiện tượng phân biệt chủng tộc. Vậy nên, việc người dân thông qua giáo dục tuyên truyền, thậm chí là kháng cự để loại bỏ sự phân biệt chủng tộc cũng có thể lý giải được. Đại Liên Cộng sản lợi dụng các chiều hướng tư tưởng và xung đột mâu thuẫn tồn tại trong xã hội để kích bác ly gián, kích động hận thù, gây ra bạo lực, lừa gạt và lôi kéo rất nhiều người dân vốn ban đầu không hề có ác ý. Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta.